chào anh nhé. Dạ. Tôi là Nguyễn Văn An thuộc đội cảnh sát giao thông số 1 của công an tỉnh. Tôi thông báo lỗi cho anh nhé. Anh đã chạy quá tốc độ quy định 56/50 trong khu vực đông dân cư nhé. Chúng tôi đã cắm biển ở cách đây 100m về phía trước. Dạ. Đề nghị anh tiến hành xuất trình giấy tờ xe cho tôi kiểm tra. Vâng. Tôi luôn chấp hành đúng luật, mang theo giấy tờ xe đấy. Anh Khánh nhá, giấy tờ của anh là đã đầy đủ. Hôm nay nhà chắc nhiều việc quá nên tôi đi hơi quá tốc độ. Thôi lỗi này thì chúng tôi tiến hành nhắc nhở cho anh nhá. Cảm ơn anh. Tôi là đội phòng chống ma túy công an tỉnh, đề nghị anh cho kiểm tra xe. Các đội trưởng là một mì ạ.